Eco độ nha. Eco không phải Eco độ mà Eco mở tour hẹp 2019-20 nha. Của hẹp 4.000 lít nha. Sẽ mất lên xe Swift này. Rồi, bây giờ tới sau đó là nói chung là ổn định nha. Bây giờ mình sẽ gắn giờ Eco dừng cái nó dư hay là thiếu nha. Dán cục Eco Zin vô. Bóp vô dắt. Đây, Eco này nhập mở tô rồi nha. Hay là đi hai nha. Rồi, cắm Eco Zin vô rồi. Gần đi nó nhỏ hơn, nó đi nhỏ xuống liền, nó không có cao như kia nha. Rồi, tới kia là hồi nãy là 11 chấm mấy, rồi hồi này có 10 chấm mấy à. Nó cũng lên mà không đủ rồi, bắt đầu lên gần nữa. Cái này từ thôi. Eco Zin chưa mở tua thì nó hơi dư xăng một tí xíu nha. Hơi dư xăng một tí xíu. Còn kia thì nó là 13 chấm mấy nè, 13 chấm mấy, 14 chấm nè.